người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại channel YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review cho mọi người một sản phẩm nữa bằng nhựa, đó chính là một cành hoa đào nha mọi người. Cành hoa đào dạ nha. Cái này mình dùng để trang trí thôi, hoặc là cắm để trang trí kiểu như công ty văn phòng ấy. Rất là nhiều hoa và có cả nụ nữa nha mọi người. Cái này mình mua ở trên Shopee nha mọi người. Hôm nay mình sẽ tô vẽ một bức tranh, đó chính là chủ con người tiếp như thế nào, và chúng ta cùng nhau đi vào cả bức tranh ngày hôm nay nhé. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Thank you.
cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video review về một cái cành đào nhựa hôm nay của mình nha. Hẹn gặp lại mọi người vào những cái video tiếp theo. Mọi người nhớ ủng hộ cho kênh của mình bằng cách cho mình xin một lượt like, một lượt share và một lượt subscribe nha. Bye bye.